Rồi, lời đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em là một clip là chín cây cần. Chín cây cần này là chín cây cần carbon nha anh em. Có một số cây mới nó tầm khoảng 95% ăn lên. Rồi, đem vô cụ thể từng cây và giá công khai cho mọi người xem. Em bán hàng thì ship mọi miền tổ quốc nha. Anh em cứ chốt hàng cho em địa chỉ em ship. Rồi. Rồi, đếm lên ba cây đầu tiên cho mọi người xem nha. Ba cây này là cây cần gút tem nội địa Nhật. Cây này gút carbon nha mọi người. Cây này là độ cứng là tầm 10 đến 15, đọt là 1 ly. Nó có tổng cộng là 6 phen kể cả bu nha, 6 phen kể cả bu. Hàng phen đều là phen Fuji hết nha mọi người. Đây, đó, phen Fuji hết. Cần này thì nó nặng là tầm nặng nhiêu gram ta? Nặng 110 gram. 110 gram. Đó. Cần này là gần 2,1 m nha mọi người. Đọt khá là dẻo, đọt cứng tầm 10 đến 15. Đây. Đọt khá là cứng nha. Cái đầu bún rất là ok. Đó, đây cần thứ nhất lên cho mọi người. Một cái cần có tem nội địa Nhật. Cần này họ quấn dây rồi nên chưa nên không biết nó là hàng nào. Chỉ biết nó là 2,1 m. Thu gọn là 84 cm. Nặng 100 nặng 1,1 g. Đó, giá công khai cây luôn nha mọi người. Cây này cây carbon, giá công khai là 400k nha mọi người. Cây thứ nhất 400k cộng ship. Rồi, tiếp theo là cây này là cây số 2. Đây, cây số 2. Đây, hiệu nó đây. Tắc mát Silock. Cây này là 2,7 m. Đây, hàng này hàng carbon nha mọi người, hàng carbon. Nó hàng có tem nội địa Nhật. Cây này là 2,7 m, thu gọn là 74 cm, đọt là 1 ly, độ cứng là tầm gơ vào tầm khoảng độ cứng tầm 10 đến 15 nha mọi người. Đó. Khá là dẻo, khá là cứng, độ cứng tầm 10 đến 15. Phen bass là Fuji hết, bass là bass Fuji. Đó. Đây bass Fuji. Phen là phen Fuji. Đây. Đó. Có tổng cộng là 1 2 3 4 5 6. Tổng cộng là 6. 6 phen kể cả đầu bu là 7 phen nha mọi người, 7 nha. Đây, carbon sắn nha mọi người. Carbon sắn chìm. Đây. Đó. Đó. Thấy không? Carbon sắn chìm rất là đẹp. Đó. Tất cả các lóng đều ok hết, không lỗi. Đây, chơi cho người xem. Anh em mua hàng thì kiểm tra hàng trước khi thanh toán, hàng không như em giới thiệu gì anh em gửi cho em. Đây, carbon sắn nha, sắn chìm. Rồi, cái này nặng là 0,9 gram. Khá là nhẹ. Thu gọn là 74 cm. À, cây thứ hai, cây này thứ hai có giá là 450k nha mọi người. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 là một cây Gobi hàng nội địa Nhật. Cây này vẫn là 2,7 m. Vẫn là hàng carbon nha mọi người. 2,7 m carbon. Độ cứng là tầm 10 đến 15 nha mọi người. Đó, khá là cứng. Đây đọt đây, đọt nó là đọt 1 ly nha mọi người. Đó. Chất liệu là carbon sắn. Ở đây thì nó chưa sắn, còn đây thì carbon hai da, trong đây thì nó sắn. Đây cho mọi người xem. Carbon sắn nha mọi người. Đó. Carbon răng
có tổng cộng là 2 4 6 kể cả là bù là 8 fan nha mọi người. Đó, kể cả bù là 8. Đây fan là fan Fuji. Bass là bass Fuji. Đó, cây Ryobi. Cây này là 2m7, thu gọn là 74 cm, đọt là 0,8. Đó, giá công khai là 500k nha mọi người. Cây số 3 giá 500k. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho mọi người là cây số 4 nha mọi người. Đây, cây số 4 em lấy em đọc thông số mọi người trước đi. Cây này là cây carbon. Hàng của NFT nha mọi người. Đó, hàng NFT, hàng của Korea xuất Nhật. Tem Nhật đây, tem xuất Nhật rõ ràng. Đó. Hàng này là hàng có 2 đọt nha mọi người, 2 đọt. À, một đọt 1 ly 3, một đọt 1 ly 8. Hình như là độ cứng là từ 1 ly 3 từ 25 đến từ 15 đến 25. 1 ly 8 là từ 25 đến 35. Hai đọt, nặng là 100, nặng là 190 g. Có tổng cộng là 11 phen kể cả bu. Đó, giá công khai là 700k luôn. Đây. Hàng đây, thông số đây. Đó. Cái này em đảm bảo với mọi người là mới tầm khoảng 95% ăn lên. Hàng mà dưới 95% thì gửi trả lại em. Đó, bao luôn đó. Em đi nét cực kỹ. Rất là đẹp nha mọi người. Hàng này hàng carbon, carbon sắn chìm. Đó. Sở hữu dòng phen là phen Fusit dạ quang. Đó, dạng phen rất là ok. Đó, đọt là đọt tháp nha mọi người. Đó, bù nó đây. Đọt là đọt tháp. Ngoài hình tầm khoảng 95% trở lên. Nặng là 190 g. Đó, giá công khai của cây này đó là 700k nha mọi người. Giá công khai 700k, 2m1, 2 đọt, 700k. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 2, không, cây số số 5 nha mọi người. Cây số 5 em cũng lấy lên đọc thông số mọi người trước. Đây, cây này là sở hữu là bass Fuji. Chiều dài 2m1, 2 đọt, hàng của Slipper, hàng của Carbon. Hàng chất liệu Carbon. Đây, hàng sở hữu dòng fan là fan Fuji Sit dạ quang. Em lấy nét cho mọi người xem chữ Fuji. À, khó quá. Đây, Fuji Sit dạ quang. À, thông số thì em đọc thông số mọi người xem. Hàng sở hữu 2 đọt nha mọi người. Một đọt là 1 ly cử, một đọt là 1 ly chính. Hàng sở hữu 10 phen kể cả đầu bu. Giá 700k nha. Nặng 160 g. Đây, đọt nó đây. À, một đọt cứng từ 15 đến, để em hộm lấy túi cho, túi có đủ thông số hết. Em đi nhắc đây. Đây, ngoại hình cây này đảm bảo mọi người là khoảng 95% ăn lên. Hàng là hàng đọt tháp mọi người, có 10 phen, phen Fuji Sit dạ quang. Không lỗi nha, anh em về kiểm tra hàng mà hàng lỗi cái phen nào bị xấu tí thì gửi đi em. Cây này đã đảm bảo mới tầm khoảng 95% thì nó sẽ là 95%. Đây, carbon đây thấy không? Carbon dân rõ ràng. Hai đọt nha mọi người. 2m1, 2m, 2m4, 2 đọt. Anh em có thể lấy đi câu cha, câu cháp, câu biển, câu mèo huynh. Đây, hàng có túi thông số rõ ràng. Đây, một đọt cứng từ 10 đến 15, một đọt cứng từ 15 đến 30. Đó. Giá mới của cây này sẽ là gần 3 triệu, hơn 3 triệu tiền Việt Nam. Nhưng mà về Việt Nam nó đã hàng là hàng cũ rồi, nên giá nó là 700k mọi người. Cây số 5 700k.
Cây số 5 700k, cây số 4 có 700k luôn. Rồi tiếp theo em qua là cây số 6. Cây số 6 là một cây thương hiệu hàng của Suzumi. Đó. Đây. Có tổng cộng là 9 fan kể cả đầu bu. Để lấy mấy kỹ. À, đọt là 2 ly 5 nha mọi người. Đó. Bát là bát hãng, bát đời cao. Bát này dặn đồ các bạn dặn vô rất là chắc nè. Đó, hàng là hàng carbon, cứng là cứng 32m4, carbon sắn nhít đây, sắn gân gốt lụm chân đây. Hàng cái này ngoại hình tầm khoảng 90% nha mọi người, 90% ăn lên rất là đẹp. Đây tem xuất nội địa Nhật đó. Cứng thì cứng tầm 30. Cứng 30, 2m4 cứng 30, hàng vô. Đó. Cái phen đây. Phen là phen biển, phen Fuji Sit. Đây, Fuji đây. Đó. Rồi, giá công khai cây luôn nha mọi người, giá công khai là 1 triệu cộng ship nha, hàng Suzumi. Hơi đó. Tiếp theo là cây số 7. À, cây số 7 là một hàng Daiwa nội địa Nhật. Daiwa nội địa Nhật. Tem đây. Bát là bát Fuji nha mọi người. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji luôn. Hàng thì hàng sáng ít toàn thân. Đó. Phôi là phôi sáng ít nha. Sáng ít chìm carbon hay da. À, dài là dài 2m4 đây, phần ngọn nó đây, phần ngọn nó được sáng ít, sáng găng luôn, sáng găng rồi rất là nhám tay phần ngọn. Để cái xuống để nét cho mọi người xem đây, thấy không mọi người, thấy không đó, sáng ít sáng găng phần ngọn đó. Đọt đó là đọt có 2 ly thôi mà độ cứng tầm khoảng 80 vì carbon sáng nhất phần ngọn rất là cứng. Độ cứng cái này tầm khoảng 80 nha mọi người. 2m4 cứng 80, hàng carbon sáng nhất. Đó, đây, hàng mới tầm khoảng 90%. Đây, có xước khúc ở dưới đây tí. Đó. Để tổng phản quang về máy, cái cần quên. Đó. Bộ đây đọt 2 ly nha. Cây này nặng là 260 gram, khá là nhẹ. Rồi cây này có giá là 1,2 triệu nha mọi người. Đó. Cây số 7 giá 1,2 triệu. Rồi đây là cây số 8. Cây số 8 là một cây Daiwa Holy Lock, hàng C Power T2. Anh em có thể search trên mạng là Daiwa Holy Rock C Power T2 là anh em có thể coi được giá của nó. Cây này độ cứng tầm 30 2m7. Đó, cây này hàng China xuất Nhật nha mọi người. Hàng thế nào thì em báo thế vậy. Thế đó. Đó. Cây này cây dây trong. Hàng thì hàng carbon sắn. Đây, hàng carbon sắn găng guốc đây. Đó. Đó, anh em thấy không? Đây, sắn luôn tới cả ngọn. Đó. Đó, hàng carbon sắn găng guốc cây cây dây trong 2m7 nha mọi người. Hàng không lỗi nha. Hàng lỗi bao đổi trả. Đó. Bu đây, đó, ngọn đây. Đó, hàng carbon hai da sắn phần hai khúc ngọn này rất là sắn, tem nội tem xuất Nhật nha mọi người. Bát là bát tay qua luôn, bát đời cao. Giá công khai cây luôn 700k,
thu gọn là 97 cm, nặng là 250 g. Cây đai qua Holylock Sea Power T2, anh em có thể search cây lên mạng, và độ cứng là 30-70, giá trên mạng là tầm khoảng 3 triệu 3 triệu rưỡi tiền Việt Nam. Ở đây em bán giá là 700k nha mọi người. Đó, cây số 8 700k. Rồi, tiếp theo là một cây cuối cùng, cây số 9, một cây hàng whip. Đây, một cây Daiwa Honeylock, hàng nội địa Nhật. Đây, Daiwa Honeylock, hàng nội địa Nhật, sắn găng guốc toàn thân. Đó, sắn thế này đây, anh em có thể thấy. Anh em báo carbon thì carbon hay da. Đây, cây này là 3m3, ở lòng 3m, cứng là 50. Cây này 3 khúc nha mọi người. Đó, cây này mới tầm khoảng 95%, dưới 95% thì gửi đây em. Bao gì luôn á, có 9 phen kể cả đầu bu, đọt là 2 ly 7, nặng là 400 g, giá công khai là 1,2 triệu cộng ship cho người, 1,2 triệu cộng ship. Sở hữu là phen Fuji, bass Fuji. Đó, hàng nội địa Nhật. Đó, sẵn gần gốc luôn, anh em về kiểm tra mà cây này không được tầm khoảng 95% thì gửi liền em. Đó, 1,2 triệu cộng ship, cây số 9. Rồi, đó tổng cộng 9 cây càng em lên cho mọi người hôm nay. Có thể là do em không có chuyên về bán càng nên quay clip anh em khó coi, anh em thông cảm giúp em nha. Rồi, cảm ơn anh em.